Đây nhà đến quán tạp hóa đây bảo cô chú nấu cho bữa cơm cho hai chú cháu ăn. Đây, hôm nay có cơm rất chỉ là ngon, canh thịt cầy, cầy hương, cầy là thịt tròn đó, cầy không cầy phải, hương á, không phải là trên núi đâu, à có không trên phải núi thịt á, chó, chứ không phải thịt chó, thịt chó không phải chờ, à quên, thịt cầy, cầy 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 trên hương á, đây là trên trên núi núi, á, đúng chứ bắt không trên phải núi, là con chó chó. đâu. Nhưng mà cháu tưởng là sư phụ không ăn Không không đụng vô 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 thịt cầy thịt chó, nhưng mà còn cầy hương đồ không có dùng, thôi né luôn cũng được cho đỡ xong, cho mình dám làm luôn. Sư phụ hôm nay mới xuống tóc trên cổng trời này. Chị Thôi ăn, chị ăn rau còn đồ còn lại tôi ăn. con thịt đỡ cho giáo. À, thì tiện ngồi tranh thủ edit video tí đấy thì tôi thường đi tranh thủ những cái lúc mà nghỉ trưa hay là nghỉ tối ấy, thì cắt ghép video đăng YouTube. Đây cô mình nấu cho ăn đấy. Đây, đây cô nấu cho ăn đây đó. Đây cả chú nữa. Đây, chú cho mình ăn đi. Đây, chú cho ăn. Cho mời cả nhà ăn cơm nhá. Bây giờ xuống sổ đèo thì sổ dốc thì tôi đi con này thì bình đường bằng đã nhanh rồi, sổ dốc thì càng nhanh. Thì chú Khoa chân vẫn đau ấy. Thì bây giờ chú Khoa mà không chạy kiểu kia thì tôi sẽ bỏ lại sau một đoạn khá chi là dài. Bây giờ hai chú cháu đang đi kia là không biết, đang phân vân không biết kia là đám ma, đám cỗ cưới hay là cái gì. Không biết đám ma hay đám cưới. Bữa trước là cũng trên đoạn kia tầm mấy chục cây cũng gặp một cái đám người này, nhưng mà hỏi lại là đám ma thì không biết thế nào. À. Chú đẩy đó. À được, chú được căn đây. Đám cưới đúng không? Cho anh vào nhìn tí rồi. Anh chưa rồi, anh nhìn thấy đây đám cưới. Thôi cho chú quay đi. Nói chung là cũng giống đám cưới dưới xuôi thôi. Nhưng mà không có loa đài sập sình. Đây mọi người đang tiền mừng quá. Bây giờ chào mà cháu không tính tiền. Không tiền nó lại lắm. Du lịch mua sư rất mò. Du lịch lắm. Đây thì nói chung đám cưới. Hôm nay là ngày chính hay là ngày phụ hả chị? Là đưa dâu về đây đúng không? Đây là nhà trai hay là nhà gái ạ? Nhà gái. Nhà gái. Thế còn nhà trai ở đâu rồi chị? Nhà trai ở Gia Lai. Thế đưa dâu là từ mấy giờ? 3-4 giờ. À thế bây giờ có nghĩa là cô dâu bây giờ vẫn đang ở đây đúng không? Đang còn ở đây chứ. Đâu? Đang cân này. Đâu? Đang cân này. Cô dâu đâu? Đang cân này. Cô nhỏ nhỏ ở giữa đây đúng không? À. Ở giữa áo trắng kia đúng không? Thôi được. À đều rồi, ok. Đi chú đi xem cô dâu người Mông. Chưa bao giờ xem cô dâu người Mông ăn mặc như thế nào. Bây giờ hôm nay thử nhìn qua xem cô dâu nhá. Ôi, mọi người đang ăn cơm quá. Cứ cho làm một cái đi. Hả? Chào cắm cô chào chú thôi, quay cô dâu như à, em ơi, em ơi. Anh muốn quay em một tí đâu. Anh chưa bao giờ anh nhìn thấy cô dâu người Mông ấy. Ừ, cho anh thử nhìn qua tí đâu, anh làm phiền em quá. Đang nó mò. À, chào mẹ anh nhá.
Chết ngại quá nhà mọi người đang lò mò. Đấy, cô dâu người Mông đấy mọi người ạ. Đó. Anh ơi. Nhưng cái này làm chén đó chứ. À, làm chén ạ? À? Ok, nhất trí ngay. Chị Dương lại về chụp ảnh cái rồi. À, ok, rồi rồi, ok. Anh cứ quay em, quay rồi. Ok, ok. Mà. Làm nào có vẻ về làm ấy là cảm ơn mình chén. À, ok, rồi, nhất trí, nhất trí. Ở đây, mũ của cô dâu người Mông này mọi người. Đây, cái bộ đồ truyền thống quá. Em hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Tôi giàu mới 15 tuổi ha, bởi vì Thôi, chỉ chúc mừng cô dâu thôi. Chúc mừng cô dâu đi rượu. Ba cái người luôn đấy để tôi xử lý đã. Có sợ không vấn đề đâu mà. Đi lên cho người mình nói thì thoải mái đi. Anh mời mọi người nhá. Chúc mừng người. Mời mọi người. Chúc mừng cô dâu à. Dạ dạ. Ok, đã đi. Đây là bản sàn xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa. Thì đây hôm nay 4:30 rồi nhưng mà nhìn trời, thời tiết nó hơi âm u nào, tôi quyết định là hôm nay sẽ đến đây ở đây. Chào anh nhá. Thì thời tiết nó hơi tối một tí là đi, hôm nay hai chú cháu không đi muộn nữa. Tầm này giờ đi xem là ở đâu xin ở nhờ một hôm. Đây là toàn bản mình là người Thái đúng không ạ? À, giờ xin mấy cô kia. Đi. Cứ đi thêm một đoạn hay nhỉ? Đi thêm một đoạn. Hết nhà. Dưới kia còn nhà không? Hết. Phải đi thực xe. Định. Ở đây chú Định cho hai chú cháu ngủ nhờ ở đây. Xin cảm ơn chú Định. Đây. Ồ. Chà. Chà, ngồi dư phản xuống rồi. Dư phản ra đó. Hút bung liều ra là ngủ ngon thôi. Ôi, rồi, ra chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ. Hôm nay hai chú cháu đã nghỉ ở đây. Đây, mọi người thấy bản này là của anh em người Thái. Đấy, nhà sàn. Nhà sàn đặc trưng của người Thái, người Mường cũng. Chào cô nha. Chào cô. Đi đến đâu rồi? Đi tới từ bên Văn Hồ qua Mường Lý đi lên Mường Lát xuống đây. Giờ đi vô Cà Mau. Đi Cà Mau. Nhà sàn đẹp kia. Sau này nhà về làm cái nhà sàn này ở cho nó mát. À thì sao hóa với chú với cả cụ này đi bắt tổ ong. Đây tổ ong gì đây hả cụ? Đây là... Chưa biết. Tổ ong gì vậy? Vừa đốt xong đúng không? À bò vẽ. Đây mọi người, vừa đốt cái tổ ong này xong á. Bờ. Vừa không mặc cái gì mà không sợ ong nó đốt à?
không biết sao. Ông lấy cho mấy ai đâu. Bây giờ trong nhộng ông nhiều. Không để cho đánh qua đâu. Ừ. Nhưng mà ông này thấy kiểu nó cũng ít nữa ấy nhở. Cái này nó nở hết rồi quá. Nó nở hết rồi. Ừ. Có con non quán không? Dạ. Còn có con non quán không? Có nhưng mà ít lắm. Nó nở hết rồi chú ạ. Ủa, giả hết rồi. Dạ rồi. Vậy giả hết cháu rồi. Cháu còn thấy một tổ ong mật ở trên kia kìa. Trên đường đi bên kia ấy. Ủa, thôi cái này là để làm cảnh thôi. Làm cảnh thôi, đã treo lên cho đẹp thôi đúng không? Vừa chú không mặc gì, chú không sợ nó đốt hả chú? Ôi, chả việc gì đâu. Chả việc gì, không việc gì à? Đây là bảo sao đây. Ủa, giờ kiểu mà anh thấy từ tháng trước thì có mà ăn phải hết bài chai ấy. Em gái đang tưới rau này mọi người. Đây là rau cải hay rau gì đây em? Rau cải. Rau cải. Tôi đây. Ô, tôi đồng. Em là đi lính 86. Đây là 88 nhà bè. Chưa đây à? Mấy kia à? Thấy không? Anh sinh năm 94 nha, bọn mày đừng gọi anh là chú, anh già quá. Tuổi mà. Cái này phải ngồi giá này. Yến ơi, đưa rồi bà đây. Ra ngoài. Ra chủ vào đâu? Chắc chắp nhà thèm quá. Chào mọi người ạ. Chào mọi người. 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 Chào mọi hai chú cháu là ăn cơm bên nhà chú bên này thì chú tối qua chú có khách ấy nên là hai chú cháu tôi với cả chú Khoa có sang bên nhà cháu của chú bên này, nhà anh bên này thì hai chú cháu lên đây nghỉ ngơi. Cái chú Khoa đấy tối qua ngủ lạnh không chú? Thôi cũng lạnh chứ bây giờ chú có đồ ấm. Sáng nay hai chú cháu tính đi mà bây giờ thời tiết nó mưa đấy, ảnh hưởng do cơn bão của số 9. Mưa nhìn cả ngày nay mưa, nhìn trời này thì tôi nghĩ xem dự báo thời tiết nữa thì ngày mai là vẫn mưa. Thì tối cả nhà đều ngủ hết ở đây. Anh chị là người thái trắng. Thì bạn ở đây là toàn gì anh em thái trắng cả thôi. Tối qua đó, tối qua ngủ đây. Tối qua mấy em học sinh cấp 3, cấp 2 rồi. Có cả vài anh vài chị nữa ra đây. Biết tôi đến đây thì cũng lên đây chơi. Con gái của anh chị đây. Học lớp 11 mọi người ạ. Nhà sàn đặc trưng của người Thái, người Mường cũng có nhà sàn đó, gỗ. Mà tối qua thì tôi có giải chiếu ngủ đây rồi nhưng mà về sau tôi thích yên tĩnh thì xuống làm cắt ghép video thì tôi có chuyển xuống dưới đây. Gian này là gian bếp nhà anh chị. À.
Gian bếp của nhà anh chị đây thì tối qua là tôi ngủ ở trong này. Ngủ trong này ở đây thì bếp. Cái chỗ này là để thóc gạo, tủ lạnh, nấu ăn, bếp ga đều để ở đây hết. Thời tiết mưa quá. Tắm rửa thì ở gian bên này. Củi thì không bao giờ thiếu được đây. Củi thì để đây. Củi để đây khi nào mà cần thì bỏ ra để đun nấu rồi là các thứ. Nếu mà trường hợp bếp ga hết ga chẳng hạn. Bếp nhà anh chị đây thì chị hôm qua đi đi làm trên hái gì chị nhỉ? Chị đi làm lan. À, thu hoạch từ nhà lan á, lan là cây lan hay là cái gì hả chị? Đi làm lan, làm cái bầu đó. Bầu à? Đi làm cái bầu. Hôm nay chị mới về thì đang luộc cờ à, thịt gà. Các anh chị lớp 11 rồi. Còn út nhà anh chị đây. Đằng sau đây thì là đó là chuồng trâu, chuồng bò. Nhưng nhà mình có nuôi trâu nuôi bò gì không hả chị? Có chứ. Thả rông à? Ừ, đi thả rồi. Bao nhiêu lâu thì chị đuổi nó về? Trên này hay nhỉ, ví dụ thả trâu thả bò thì không sợ mất nhỉ? Không sợ nó đi xa à? Không sợ mất mà. Đi xa thì nó quen vùng rồi, không lo đâu. Vâng. Hôm nay lớp mấy rồi con? Dạ, cho lớp 7. Lớp 7. Có người yêu chưa? Chưa. Chưa, đâu thử quay đây cho nhìn lại nó. Giữ hình ảnh nhá. Chị em nó ngại cứ quay. Nếu mọi người có yêu thích cuộc phiêu lưu này thì có thể bỏ ra 3 giây để đăng ký theo dõi chuyến đi này của mình. Rồi, cảm ơn.